Rồi, xin chào anh em. Trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi chúng ta cũng phải nhìn lại quá khứ để hồi tưởng lại những điều tốt đẹp và tăng thêm gia vị cho cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu xe đã từng là một biểu tượng về thời trang và sự sành điệu vào những năm đầu thế kỷ 21. Đó là chiếc Honda A+150 đời 2002. Đây là mẫu xe Honda A+ phiên bản đời 2002. Và đây là mẫu xe được sản xuất cho thị trường châu Âu với hai cái phiên bản động cơ là 125cc và 150cc. Thì anh em có thể thấy là cái mẫu xe này nó không có cái thiết kế hầm hố và gân guốc như là mẫu Dylan rất là nổi tiếng lúc xưa của Honda. Giới trẻ sống ở các thành thị lúc bấy giờ rất là chuộng mẫu xe này bởi vì nó có thiết kế, nó tròn trịa, nó tinh tế và nó thời trang. Thậm chí là giới truyền thông lúc đó là đã gán cho những nam thanh nữ tú lúc bấy giờ, những ai đi cái chiếc A+ này là những người thuộc thế hệ A+. Cũng vào thời điểm đó thì cái trào lưu sử dụng email nó cũng được gia tăng và nó trở thành một cái biểu tượng công nghệ lúc bấy giờ. Và do đó cái ký tự A+ trong email nó cũng là một cái từ khóa rất là hot. Chính điều này đã làm cho mẫu xe A+ này trở thành một cái tên cực kỳ hot trên thị trường xe máy lúc bấy giờ. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về phần đầu xe. Như các bạn thấy là đầu xe Honda A+ nó có thiết kế rất là đơn giản, trơn láng chứ nó không có nhiều cái chi tiết gồ ghề. Chính giữa là một cái phần đèn pha và đèn cốt rất là to. Và hai bên là hai cái đèn xi nhan tổng thể nó bo tròn lại, nó tạo thành một cái đầu xe tròn trịa và đơn giản. Ở phía trên thì lại càng đơn giản hơn nữa, chỉ có một cái kính chắn gió màu đen rất là đơn giản như vậy. Và hai bên không có gì hết, chỉ có một cái tem nhỏ là Energy Saving ở đây. Rồi, như anh em có thể thấy là cái xe này á, nó đã được sử dụng 18 năm rồi, từ năm 2002 đến giờ. Và cái tuổi của nó là đã bằng những cái cô cậu học sinh cấp 3 lúc bấy giờ rồi. Nên là không tránh khỏi cái chuyện là nó bị trầy xước. Và cái anh chủ xe thì anh vẫn để vậy, anh không có sơn phết gì lại hết. Anh cứ đi rửa rồi đổ xăng thay nhớt chạy thôi. Mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là về phần bánh xe trước. Thì anh em có thể thấy là chúng ta có một cái vè trước cùng màu với màu thân xe. Và nó ôm sát vào cái bánh xe. Chúng ta có một cặp phụ ống lồng rất là cơ bản của những cái xe tay ga. Bánh xe là kích thước 110-90R13. Chúng ta có một cái phanh đĩa phía trước, cùm phanh của Nissin 2 piston. Kích thước đĩa phanh thì ở đây mình không thấy ghi, nhưng mà nó cũng tương đối thôi, nó vừa đủ dùng chứ nó cũng không to lắm. Phần yếm xe nó ốp hẳn vào cái thân xe bên trong luôn, và nó được sơn cùng màu. Cái điểm đặc biệt nhất của mẫu xe Honda A+ này chính là cái thiết kế thân xe của nó. Để thấy được cái điểm đặc biệt này, anh em hãy tưởng tượng ra xa một tí. Khi anh em nhìn vào cái thân xe kết hợp với lại là cái phần bánh xe phía sau, anh em sẽ thấy nó giống như là một cái chữ A+. Cái bánh xe chính là chữ A, và cái phần thân nó uốn lượn theo cái bánh xe, nó là cái móc của cái chữ A đó. Anh em có thể thấy đó là cái đặc điểm nhận diện đặc biệt của cái mẫu xe này. Và cái biểu tượng A+ vào thời điểm đầu những năm 2000 thì nó chính là cái biểu tượng của cái sự sành điệu, cái sự hiện đại của công nghệ. Đó là lý do để mà cái mẫu xe này trở thành một cái mẫu xe ăn khách vào thời điểm đó. Thì thân xe thì anh em có thể thấy là nó tạo thành một cái đường cong từ phía sau ra phía trước, và ở giữa thì chúng ta có một cái biểu tượng A+ rất là to như thế này. Cái xe này thì nó là phiên bản 150cc và nó dùng động cơ xăng 4 thì SOHC. Nó cũng tương tự với những cái chiếc SH thời điểm bấy giờ. Và nó dùng cái hộp số vô cấp CVT truyền động bằng dây đai. Thì anh em có thể thấy ở đây mình có gác chân cho người ngồi sau nè. Rồi chống ngang nè. Rồi ở dưới này là một cái phần ốp gầm cùng màu với thân xe, nó bằng nhựa. Và ở đây thì mình có một cái khóa để mà mở cốp. Mẫu xe Honda A+ này là một chiếc xe tay ga
khá là to. Kích thước của nó dài hơn 1m9 và chiều cao của nó là gần 1m2 và chiều rộng là 698mm. Nó khá là to, khá là mập. Mình chưa có được cái thông số chính xác về cái chiều cao yên, nhưng mà theo mình dự đoán thì cái yên này nó cũng khoảng tầm 800mm trở lên, bởi vì mình thấy nó khá là cao so với những cái mẫu xe tay ga thông thường. Rồi thì mình sẽ ngồi lên cho anh em thấy. Đó, mình cao 1m65 và khi mình chống chân thì nó hơi nhón như vậy. Ở dưới này thì mình có cái phần sàn xe để gác chân, thì ở giữa thì nó hơi nhô lên một tí. Và cái phần giữa này theo mình thì nó không tiện lợi cho lắm, bởi vì khi mà mình để một cái thùng hàng hay là một cái bọc đồ gì đó thì nó sẽ dễ bị nghiêng qua hai bên. Cái khoảng sáng gầm xe nó lên đến là 141mm thì nó rất là tiện cho những ai mà muốn leo lề hay là chạy lên những cái gờ cao á, thì hoàn toàn yên tâm bởi vì cái gầm xe này nó cũng khá là cao. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần đuôi xe. Thì ở đây anh em có thể thấy là chúng ta có một cái phần đèn hậu làm rất là gọn gàng và nó ôm sát vào cái phần đỉnh của cái thân xe. Và hai bên là có hai cái dải đèn xi nhan kéo dài theo cái thân xe. Đến bây giờ mình vẫn thấy cái đèn này nó đẹp. Bên dưới thì chúng ta có cái bát biển số nè, có cái chắn bùn nè. Cái chắn bùn này rất là dài nha anh em, nên là nó rất là tiện khi mà mình đi mưa, nó không có bắn lên người ngồi phía sau. Phía trên thì chúng ta có một cái tay vịn. Cái phần này thì nó cũng có thể làm ba ga luôn khi mà mình muốn chở đồ. Và cái phần này nó khá là dài đó, do đó là anh em để đồ ở phía sau cũng rất là thoải mái. Rồi ở bên dưới thì chúng ta có một cái lớp to hơn lớp trước. Kích thước của nó là 130-70R13. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái cặp phuộc giảm sóc đôi và nó được sơn đen ở đây. Bên trong thì chúng ta có một cái dè chắn bùn nhỏ nữa. Do đó thì khi mà đi mẫu xe này vào trời mưa thì rất là an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lên phần táp lô, phần ghi đông xe. Thì chúng ta thấy ở đây có một cái đồng hồ cơ, xung quanh thì được bọc một cái lớp nhựa sáng bóng ha. Và ở giữa chúng ta có cái đồng hồ tốc độ và đồng hồ odometer cũng như là trip. Hai bên thì có đèn báo hiệu xi nhan, báo hiệu dầu, rồi những cái nút reset cái trip. Rồi bên dưới thì chúng ta có đồng hồ báo xăng cũng như là báo nhiệt độ máy. Rồi chuyển qua bên trái thì chúng ta có một cái đồng hồ kỹ thuật số để báo giờ và cũng có thể chỉnh giờ bằng hai cái nút nhỏ ở trong này. Cái kính hậu này là đã được thay rồi, nó không phải là kính zin. Cái xe này thì hầu như là zin hết từ đầu đến cuối mà chỉ có thay cái kính hậu này thôi. Ở đây thì chúng ta có đèn cốt pha, có cái nút passing luôn. Ở đây chúng ta có đèn xi nhan đó. Bên dưới thì là kèn. Ở bên phải thì chúng ta có một cái hộp dầu thắng. Kính chiếu hậu đã được tháo ra rồi, anh chủ chưa gắn vào. Rồi ở đây thì có công tắc mở đèn. Bên dưới là nút đề xe. Ở bên dưới thì chúng ta có một cái hộc chứa đồ. Thì anh em cũng có thể đựng những cái thứ nhỏ nhỏ giống như là thẻ xe này nọ. Rồi bên phải là cái ổ khóa. Thì cái hộc chứa đồ này cũng dùng cái chìa khóa của xe để mở. Đấy, rất là cơ bản như vậy thôi, đơn giản. Ở giữa thì có một cái móc để móc những cái vật dụng mà anh em muốn ở đây. Ở bên dưới yên xe đó là một cái chiếc cốp. Thì để mở cốp này thì mình phải dùng cái chìa khóa của xe ha. Rồi anh em có thể thấy là cái phần cốp cũng khá là rộng, để được một cái nón 3/4 rất là thoải mái. Rồi ngoài ra còn có những cái ngăn nhỏ để đựng đồ. Ở trên này là cái bình xăng. Rồi cảm giác đầu tiên khi mà ngồi cái xe này á, là mình thấy nó rất là thoải mái, do là cái yên nó cao và cái tay lái nó cũng cao nữa, nên là cái tư thế ngồi lái nó rất là thẳng thớm. Và khi mà mình chạy thử ở trong đường nội ô á, thì mình thấy cái ga đầu của nó rất là bốc, chạy rất là nhẹ. Mặc dù chiếc xe là nặng 122kg trọng lượng khô, nhưng mà khi mà mình chạy á, thì mình thấy nó nhẹ tơn à. Bởi vì cái xe này là một cái xe sinh ra để đi trong nội ô thành phố, một chiếc xe dành cho đô thị. Và cái cỗ máy này 150cc đã 18 năm tuổi rồi, nhưng mà đến giờ thì mình thấy nó vẫn hoạt động tốt, chứng tỏ là cái động cơ của Honda nó rất là bền bỉ. Rồi bây giờ thì mình quẹo ra một đoạn bờ kè
mình vừa mới ôm cua rất là gắt thì anh em có thể thấy là cái xe này rất là linh hoạt, nó nhẹ nhàng, cái tay lái nó rất là linh hoạt luôn, do đó mình chạy trong nội ô rất là khỏe. Theo mình cảm nhận thì khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 của Honda Accord 150 này khá là ấn tượng. Xe tăng tốc rất là nhanh và thực sự thì ở 60 km/h mình vẫn còn thấy dư ga rất là nhiều. Do đó nếu mà đi đường trường thì mình nghĩ cái xe này nó cũng dễ dàng đạt được 80 hay 100 km/h. Có lẽ là do mẫu xe này được thiết kế để đi trong đô thị nên là nhà sản xuất họ cũng ưu tiên cái khả năng vận hành ở những giải vòng tua thấp trước đó. Và có một đặc điểm mình nhận thấy là khi mà mình chạy ở tốc độ cao thì cái xe này nó hơi chênh vênh, nó hơi rung lắc một tí. Có lẽ là do cái kết cấu thân xe nó đặc biệt hơn những mẫu xe khác, và cũng có thể là do cái trọng tâm của cái xe nó cao hơn, nên là khi chạy tốc độ cao thì anh em sẽ cảm thấy nó hơi mất tự tin một tí. Nhưng mà không sao, cái mẫu xe này chủ yếu là dùng để chạy trong đô thị mà, nên là hiếm khi mà mình có nhu cầu sử dụng nó tốc độ cao lắm. Rồi, kết lại thì Honda Accord 150 là một chiếc xe tay ga rất là hay. Nó có thiết kế đẹp, nó có thể vận hành linh hoạt ở trong thành phố. Và đến thời điểm này, cái vẻ đẹp của nó vẫn không hề mai một theo thời gian, mặc dù nó đã 18 năm tuổi rồi. Theo như mình biết thì vào thời điểm Honda Accord ra mắt tại thị trường Việt Nam thì giá bán của nó là gần 6.000 đô. Một con số cũng không hề nhỏ vào thời điểm đó. Và theo quan điểm cá nhân mình thì đây là một mẫu xe khá là thú vị. Và cái giá trị sử dụng của nó cũng như là cái vẻ đẹp nó vẫn sẽ còn trường tồn theo thời gian. Và nếu như anh em nào đam mê xe, thích thương hiệu Honda và thích cái kiểu dáng xe tay ga của Accord như thế này thì cũng có thể là tìm kiếm để mà sưu tầm một con để mà chơi. Rồi, xin cảm ơn anh em.